vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị buổi tối ha. Hôm nay tiếp tục hai chồng nên đi túc ếch tiếp, cô chú anh chị đăng cái cửa ngục đó để cái lọ đó ha. Đó. Nên này nên đăng chắc bốn cái à, mình đăng bốn cái, mình đăng đèn cái với ngoài kia ba cái nữa, còn mép bên kia người ta sớ cho rồi, sớ rồi sớ có nước cái sớ lên cái bắt đầu cái khô gan à. Rồi cho nên không có trúc cánh bển, bữa trước trúc cánh bển nè, nên trúc cánh bên đây. Nãy giờ giờ này cũng 8 giờ rồi của chú anh chị, nên ra nên đặt lo, tại nãy giờ có mấy sớ á, mấy sớ người ta sớ đắt á, ta chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui cho nên không có đặt lo, không đặt lo sớm, giờ này nên mới ra đặt lo. Bữa nay thì hai chồng nên ngủ biệt thự của chú anh chị. Túc ếch ngủ biệt thự nè thì nó mới đã. Vô bắt đầu dăn đứng cái võng, đầu là nằm canh, có nên nhiều khi nên thức tới sáng luôn là nên canh á, chứ mình không canh là bị nhiều khi sợ bọn ác á, cho nên phải canh đó. Này ngủ biệt thự đó đó, dân giọng ngủ kìa, phải xả nó nằm trên đó kìa. Giờ này phải dân nó chui vô mùng mày. Này ngủ biệt thự cứng khừ cứ xuống chi, giống dân khắp khắp xuống dân cao quá vậy hả? Để dân khắp khắp xuống rồi, rồi để nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại sáng mai ha. Rồi có gì thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị mình. Đây thì nó cũng gần nhà nên ở đằng sau nhà bà Út nè. Đi đường này thẳng lên là tới nhà bà Út rồi. Rồi ra xuống mé sông là chỗ nên rồi. Đó, cũng gần nhà. Giờ này cũng 5 giờ rồi. Hai chồng nên đi ra cuốn mấy cái cửa ngục nè. Đây, sẵn rồi. Lên nước nè, ngày mơi cái là người ta sớ hết trơn nè, thấy nước chịu cái sớ lên cái là thấy nó khô gan. Tới cái đầu tiên nè, nhảy dữ hả, nghe nhảy ẩm chổng rồi gì. Nên lại nên tắt lo coi. Ô, nhảy quá trời luôn cô chú anh chị. Trúng mảnh luôn trời ơi. Khoan để nên tắt cái lo cái. Trúng mảnh cái đùi này cô chú anh chị ơi. Dữ lắm rồi. Nè. Đó. Một bọc luôn. Hai ký ếch gì. Đúng không? Ếch rồi coi mà không ếch bự này mà ếch bự là trúng. Cũng có ếch bự mà ếch mà có voi nhiều à. À. Chứ nên dày nên còn lựa lại nữa, lựa lại cái nào nhỏ thì nhỏ quá thì nên thả, còn bự thì nên bắt. Ồ, cái này vô đã vô nhiều mấy ham, miếng này mới có nước mà chịu giác là cực như im lên từ ở trong cuốc trong cái đèn sáng đó đó, giác ra tới ngoài này luôn nè, xài dữ lắm luôn. Đó, mới một cái nữa kìa. Cái kìa. Mua 5 gram về. Đùi này coi sao. Mới một cái không nhiêu này nè, cô chú anh chị. Đùi ít phải không? Thì có cái đùi ít, đùi nhiều. Dồn. Đùi ít, đùi nhiều. Đùi này được, cũng có lý mà, cũng được mà. Như còn ấy hay gì vậy, mình thấy nó nhảy mà. À ấy đi, 15 gram luôn cô chú anh chị, sáng 10 sớm mà. Cái này không cỡ 3 ký ấy giờ, hai cái mấy 3 ký á. Lùi này không, cái ngục này không à.
con nhái nở nó ra rồi. Nhái nhỏ. Cái màu của chim chị gần 3 ký ếch. Quay rồi, để nên cuốn lên cái. Thôi chết. Nên ngày mưa lớn luôn quá. Hột cũng nặng rồi nè, nặng hột rồi. Rồi cái tiếp theo. Hy vọng cái này im, cái này tối lên anh đặt, anh đặt xích trọng á. Rồi tối đấy giấc khuya nên ra coi. Thấy yếu, thấy ngoài này nó kêu. Nên về cái ngoài này nè. Cũng yếu. Ít mấy con à. Này dính mấy con. À, tiếng ếch này rút không bằng tiếng ếch đẳng. Không phải đâu, tiếng ếch này bữa hổm anh đặt ở bên kia cái một chạy 3 kg đó, rồi cũng tiếng này nè. Cái này yếu, này được có mấy con. Em chắc lo mưa lớn. Nghe để vô bờ mơ mẫu cho anh ta. Cái này cũng có mấy con không? Cái này yếu chứ kia. Cái này nhiều hơn tứ đẳng. Ừ. Nhiều hơn vài con. Rồi cái thứ ba cái này nè, sao bữa nay cái này nó hết pin mới ác nè. Mỗi bữa cái này xài tới sáng luôn chưa hết pin nữa. Rồi sao bữa nay cái này có sạc đẩy chứ rồi. Chứ không sạc gì. Ủa bên này chưa có nước mà. Bên đây hay gì nè. Ờ đó đó, mấy căn đó đó. Cái đó hết pin rồi. Để đi. Cái trong kia là riêng cái này đi chế pin lại á. Cậu kiếm cho thợ chế lại. Chế 2-3 cục vô cái đầu. Gắn vô. Là xài được tới sáng luôn. Cái này mỗi bữa nên xài tới sáng lần nè. Tới sáng nhiều khi nên ra lên tắt là chưa hết pin. Mà sao tự nhiên bữa nay nó hết pin sớm. Thì gồm nó tóc xuống rồi dài. Ồ con ếch bằng kia kìa. Gồm tóc xuống rồi. Cái này không được à. Để bà xả mình dở ra. Con ếch bự. Ờ, hơi đầu hôm. Con ếch bự. À, cái này cũng đỡ được cũng vậy. Con ếch bự. Con ếch bự nằm. Trời, trời muốn sáng mới 5 giờ, 5:20 mặt trời muốn lên rồi. Thấy cái nào mà cũng giống như cái ở ngoài ha. Cái nào cũng giống như cái ở ngoài. Nay nên đăng có 4 cái à, tại dách bên kia sớ chứ. Dách kia, dách kia hôm qua nè, dách khuya nè nên cũng không nghe kêu nữa. Phải mà nên mà nghe kêu nên cũng dám đăng thúc luôn rồi.
Đó, nhảy ra. Nhảy sẫm cho thêm đó. Nhảy sẫm chấm. Đuôi này cũng ít luôn nhưng mà cũng được. Không nên nổi. Được, đỡ hơn cái đuôi kia, đỡ hơn cái kia. Cái gì? Nè. Ừ. Cũng đỡ cái đuôi đẳng. Không hiểu một. Chưa lựa ấy nữa, về nên lựa lại. Trời muốn sáng rồi đó. Đây nhìn ra thấy cái khu biệt thự chỗ nên đặt chuột. Thấy rồi đó. Ôi rồi. Đó đó, đây nè. Xích tới một chút. À, à ngay đó, đó. Đây gì vậy? Hay đó. À, giờ này ếch còn kêu rồi. Sáng rồi. Con bé nặng ha. Cái tiếp theo cũng là cái cuối cùng sáng bé luôn này, nên quay gì nó hơi tối ha, là tại vì ngược ánh sáng của chúng tôi, ngược ánh sáng thấy hơi tối rồi là gì đó, thấy sáng chừng rồi, sáng rồi mà cũng còn hơi mờ mờ. Thấy gom lọt xuống đó. Rồi im không? Con ếch bự. Cũng được. Con ếch bự. Để nên tắt cái lò. Đuôi này sao thấy không thấy động tĩnh gì vậy chả? Con ếch nằm kìa. Ồ, mấy con của chúng chi? Không có. Nè, có mấy con nè. Được mấy con. Rồi, để nên ấy cuốn vô luôn của chú anh chị. Đùi này ít. Đùi cuối cùng. Cái này thắt. Hai chồng nên cũng về tới nhà nè. Căng thứ coi. Căng nên tổng kết thứ coi được nhiều của chú anh chị. Sáng bé rồi, giờ này cũng gần 6 giờ nên tranh thủ rồi đi gom gặp chuột nữa. Vô. 7 cái mấy. Chừng 6 kg luôn. Như còn 6 kg đó. 6 kg mấy? Như tính 6 kg. 6 kg rưỡi. Ừ. 6 kg rưỡi rồi. 6 kg rưỡi chưa lựa. Chưa lựa. Lựa nữa. Nên lựa nữa. Lựa gọi chắc cũng còn được 6 kg hoặc 5 kg ngoài 6 kg. À, tại vì có mấy con nhỏ nhỏ gì là nên thả gì. Mấy con hay nhỏ là nên thả. Nữa nên lựa lại nữa. Thả đi cho nó lớn. Mình làm cái dèo lại mình nuôi đi. Ôi sống đánh lắm nuôi sao được, nuôi còn nuôi trên bờ chứ dưới này sống đánh ầm ầm bo bo chạy còn chịu không nổi. Chứ khoa mình chịu còn không nổi nữa, đừng nói. Nuôi được mà nuôi. Anh muốn nuôi nổi anh phải kiếm mua đồ cây á, đóng gào lại. Trời ơi, sống đánh cây nào chịu nổi, bo bo chạy giật dữ lắm. Đánh bột hả? Hả? Đánh bột hả? Sáng anh chừa lại dạng ếch nè cho chú anh chị. Thì với xả lên một cái linh nè. À, một con nhiều cái linh đây chắc cũng bộ mà. Có 20 ngàn. Hai bán. Này cái linh rẻ rồi, 150 gram 20 ngàn. Rồi chạy gan nhiêu? 100 mấy. Sáng mà vàng bán 170. 200 gram 35 ngàn. Mà tại vì quen mà hổng ký 250.
cái linh đầu mùa mắt, linh non. Xã nên chiên bột của chú anh chị. Cho linh chiên bột, ớt chiên bột. Ớt chiên bột, có linh chiên bột. Nhậu nó hay gì? Thôi, ban ngày nhậu quậy đó, ban đêm không quậy không sao. Nó chưa ăn cơm, tại nên giờ trưa nên mới đuối quá, sáng dậy đuối quá nên nằm chút vừa mới thức dậy vậy. Giờ làm cơm ăn cái chuẩn bị nên đi đặt gặp chuột tới. Nay đi đặt gặp chuột hơi trễ rồi đó. Tại có luồng sẵn chứ không có luồng sẵn nên đi sớm lắm. Tắm bột. Tắm trắng. Trắng đẹp luôn. Cho miếng sữa nó nóng một chút. Nóng chưa? Nóng chảo chưa? Nóng chảo rồi đó. Ớt tắm trắng. Vô. Ngoài này mà không nhậu sao được? Không. Không nhậu đâu, cũng được. Thấy giấc chiều. Chiều thì còn làm được. Ngày ha. Thêm một miếng tương ớt vô. Chấm. Mày ông bà cô chú anh chị dùng cơm cho chồng này ha. Ép y ớt y cái linh chiên bột, cái linh non chiên bột với ớt chiên bột ăn rau sống chấm mắm lạc. Mời ông bà cô chú anh chị á ăn cơm cái linh chiên bột nữa nha. Mời ba mẹ. Này không biết nấu lắm không? Biết không ăn cũng không ăn được. Hãy chiên bột ăn không? Bữa nào mà ông gầy. Bóc. Cái này bữa ăn không? Cái này có bún bánh tráng. Cuốn rồi mới ngon. Mình có ăn cơm. Nhậu à? Có ăn cơm nhậu à? Ừ. Ăn cuốn à? Nắng ghê. Mà qua em chỉ quá trình tỉnh tôi mưa. Dòng gió hay trời. Đi đâu sống như vậy tốt. Cái linh chiên bột ăn với gà sống nó mới ngon. Bát chiên bột ăn gà sống nó cũng đúng. Nó nói nó hơi bị chổi. Nó chấm tương ớt. Thank you.
và mới có sức. Rồi mình có sức. Lạ. Chắc là có đậu lắm. Ngoài rẻ là bờ hẳn mua 2 mấy, 2 rưỡi. 300 300, 300 rưỡi thì mua không? Bữa mưa có lưng. Ờ, hút mới có. Từ rẻ rồi. Nó bự nữa rẻ. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video dễ, bye bye, chào cả nhà.